Và xin được chào mừng tất cả các bác đã một lần nữa quay trở về với kênh của Quân Auto. Và trong khi mà chờ đợi em chờ đợi cái số hàng rất là lớn bên em đang được chuyển về, thì ngày hôm nay em sẽ có những cái con vang, tiếp tục là những cái con vang G-Pass 980. Đây là một mã khá là thông dụng, đúng không ạ? Các bác nhìn khá là quen thuộc, bởi vì cái mã này thì rất là nhiều đơn vị bán đấy. Và cái thời gian qua thì cũng rất là cảm ơn tất cả các bác đã cùng ủng hộ với Quân Auto với những cái sản phẩm, những cái con vang số 980 của hàng của G-Pass 980M và những cái con vang số DK 4000 hàng DMX. Thì thực sự bác rằng là với những con vang số đấy thì hàng em về rất là tốt, cho nên là rất là nhiều các bác ủng hộ thì cũng hết hàng rồi. Thì thông qua video này thì một lần nữa xin cảm ơn các bác rất nhiều. Và ngày hôm nay thì em lọc ra được 3 con vang số G-Pass 980A. Dạ. Ok. Ngày hôm nay thì em có 3 con vang số G-Pass 980A. Đấy. Và ở đây em sẽ đã mở sẵn ra rồi để cho tất cả các bác cùng tham khảo với cái dòng vang này. Thực sự các bác rằng vang số thì rất là nhiều đơn vị bán và rất nhiều cửa hàng bán. Thế nhưng cái quan trọng là các bác có sử dụng được hay không thôi. Tức là có sử dụng, cầm về các bác có thể sử dụng được không? Bởi vì vang số, nếu mà trên vang số thì không phải ai cũng có thể chỉnh được, đúng không ạ? Không phải ai cũng chỉnh được. Và cái quan trọng là cái người bán hàng, tức là cái người mà bán cho tất cả bác ấy, là người ta có xét được hay không, xét được theo cái mong muốn và theo cái yêu cầu của tất cả các bác không, được chưa? Thì đây là một cái dòng vang số rất là tiện lợi. Em thấy nó tiện lợi ở cái là cái thứ nhất là các bác có rất là nhiều chế độ cho tất cả các bác cùng chơi. Đấy, ở đây nó có sẵn là 4 chế độ, và chế độ này thì các bác có thể ấn trực tiếp trên màn hình được, được chưa? Các bác có thể ấn trực tiếp trên màn hình được với những cái chế độ mà bên em đã cài sẵn rồi. Đấy, thì ở đây nó cũng có cái chế độ nghe nhạc, cho nên là các bác hết sức là yên tâm, bởi vì là trong cái quá trình setup thì sẽ có một cái chế độ cho các bác chuyên để các bác nghe nhạc, những cái giải bass và giải chét nó lên rất là rõ ràng và chi tiết, đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ cùng với tất cả các bác đi xem cái nội thất. Rất là nhiều các đơn vị cũng có cái nội thất của cái dòng vang này rồi. Thế nhưng ngày hôm nay thì em cũng tiện đây có những cái bác nào mà vừa vào video của em, hoặc là những bác nào mà chưa gặp phải cái dòng vang số này, thì chúng ta sẽ tham khảo và xem qua xem như thế nào nha. Ok, các bác đi qua cho em xin một nút like, một lượt đăng ký kênh, nút đỏ phía dưới để ủng hộ với những video và đón chờ những cái video tiếp theo nha. Và các bác lưu ý là các bác phải bật chuông cho em nha. Các bác bật chuông cho em thì khi mà em có video lên thì các bác có thể nhận được thông báo. Chứ còn các bác đăng ký không thì lại không nhận được thông báo các bác nhá. Ok. Đây. Con này thì với tất cả những cái dòng 980 hàng của G-Pass thì mặt đằng trước chúng ta nhìn nó rất là đẹp, đúng không? Mặt kính rất là đẹp. Đấy. Ở đây là chúng ta có nút nguồn này. Ở đây là khay cắm, các bác có thể sử dụng bằng phần mềm này, mà trên máy tính này. Và 4 chế độ này. Đấy, ở đây chúng ta có 4 chế độ này. Được chưa? 4 chế độ 1, 2, 3, 4. Đấy, và tí nữa em sẽ đi sâu chi tiết vào cái 4 chế độ này cho tất cả các bác cùng tham khảo nhé. Và đi tiếp sang bên này là chúng ta có núm volume, chiếc áp bi của mic này. Được chưa? Nút volume của effect này, tức là vang ấy. Được chưa? Đây là nút chiếc áp của music. Đấy, to nhỏ music nhá. Thì ngày hôm nay thì em về. Đấy, những con vang rất là đẹp. Được chưa? Đây, mặt của nó đây. Trong quá trình các bác sử dụng thì có mặt đèn nét này, nó nhấp nháy theo nhạc và theo cái đường tín hiệu mic rất là đẹp. Đấy, ở đây này em đang dùng chế độ 1 này, các bác nhìn chưa? Ok, đấy là cái mặt trước của nó nhé. Em giới thiệu qua cho bác nào mà biết rồi thì chờ đợi một chút để em xem để cùng tham khảo xem là cái con vang em chỉnh ra sao nhé. Thế còn bác nào mà chưa biết thì coi như đây là một cái video để cho bác có thể là trải nghiệm được thêm một dòng vang nữa. Được chưa? Trải nghiệm thêm một dòng vang nữa. Đây, các bác nhìn này. Bo xử lý của cái dòng vang G-Pass cũng như là dòng Shiso thì nó tương đương gần gần như nhau. Đấy. Và tất cả hàng bên em là bao zin bao đẹp cho tất cả bác nhé. Bao zin từ con ốc này. Thực ra chuẩn của nó là vẫn còn cái tem. Thế nhưng mà đây vẫn còn cái tem. Chưa bóc ra cơ. Đấy, thế nhưng mà cái con này thì là em bóc ra để cho các bác cùng xem nội thất. Thì giờ con này sử dụng nguồn xung này. Đấy, cái điện các bác có hơi yếu một tí các bác vẫn có thể chơi được nhá. Được chưa? Con này thì sử dụng hai chip unlock device của Mỹ. Nó có hai chip xử lý. Đấy chưa? Dòng này nó xử lý rất là cao cấp. Đây. Em sẽ cho các bác xem chi tiết này. Đây. Một con chip unlock device. Để cho mã của nó để cho các bác xem này. Đây. Unlock device. Được chưa? 14463A. Và thêm một con unlock device nhỏ ở đây nữa. Đó.
Tức là con này sử dụng hai chip Unlock Device của Mỹ nhá, và một con giải mã Dream này. Đấy, tức là nó xử lý hoàn toàn bằng chip các bạn. Con này nó xử lý hoàn toàn bằng chip nhá. Và em sẽ quay mặt sau cho các bác xem đằng sau như nào. Đây là dòng 980, 9850, ai có cổng quang đó nhá. Đây, mặt đằng sau của nó đây. Mặt đằng sau của nó đây cũng có 3 rắc cắm mic này, 3 lúm âm lượng mic của từng mic một này. Đấy chưa, cổng quang để đầu vào in 1, in 2 này. Đấy chưa, đây là hai đường out chính này, đường center, đường sub này. Và đây là hai đường surround này. Đấy, các bác có thể thoải mái đường chơi luôn. Dạ. Ok, bây giờ em sẽ cùng với tất cả bác đi test cái chất âm của nó nhá. Và trước khi test thì em cũng báo giá luôn cho tất cả bác cùng tham khảo với những cái con vang G-Bass 980A. Thì thực sự các bác rằng với cái dòng vang này thì được rất là nhiều anh em tin dùng và sử dụng, bởi vì là nó thông dụng và nó rất là hay trong cái tầm tiền. Tất cả các sản phẩm em quảng cáo, thậm chí là một số anh có bảo là cái gì cũng nói là hay, cái gì cũng nói là tốt mấy thế này thế kia, thì thực sự các bác hết sức thông cảm. Cái thứ nhất, để em nói luôn cái rõ cho nó rõ quan điểm nhá, hàng của em bao giờ em cũng bảo là nó đẹp. Thứ nhất, nó đẹp trong cái tầm tiền, được chưa? Với cái giá trị mà các bác bỏ ra để các bác so sánh, ví dụ em nói ví dụ với một cái số tiền thì các bác bỏ ra so sánh một con vang này với một con vang khác trong tầm tiền thì em khẳng định là ít con ăn lại đấy. Tức là nó hay trong cái tầm tiền thôi, cho nên là còn cái vấn đề âm thanh thì các bác biết rồi, được chưa? Rất là nhiều đơn vị bán và cũng rất là nhiều các cái giá thành khác nhau đấy, cho nên em không dám nói là nó hay quá hay là như thế nào cả. Ở đây em chỉ dám nói là nó hay trong tầm tiền các bác nhá. Đây em thử loát thử cái M4 này. Đấy, em loát thử M4 này. Được chưa? Ok, để bây giờ em sẽ thử cái tiếng mic cho tất cả bác nhá. Đây em tắt đi, em bật lại cho các bác. Đấy. Tất cả các chương trình mà em đã lưu rồi thì các bác có thể hoàn toàn yên tâm về, nếu mà chẳng may có ấn nhầm cái gì thì các bác cứ tắt đi. Xong rồi bật lại cho em, là nó sẽ hoạt động, nó sẽ khởi động lại từ đầu nhá. Đấy, nó sẽ khởi động lại từ đầu cho các bác, được chưa? Đây, đây là cái chế độ số 4 nhá. Chế độ số 4 này là chế độ nghe nhạc này. Đấy, em bật, em chỉnh chế độ nghe nhạc là các bác nghe bass và jazz rất là thích nhá. Đấy, ở đây em đang đánh đôi loa trắng này này. Rất là nhiều bác hỏi em cái đôi loa trắng này nhá. Đôi loa trắng này là đôi ADK, công nghệ thương hiệu của Mỹ, được chưa? Bên em đang bán là 4.200.000 bao ship full 25. Đấy, đây là chế độ 4, là chế độ nghe nhạc các bác nhá. Ok, bây giờ em sẽ chuyển các chế độ khác. Chế độ 1 này. Ok, với chế độ 1 em sẽ bật mic này. Đây, em sẽ bật mic và cho bé nhạc để cho các bác cùng cảm nhận nhá. To mic này. Cho to cái mic lên và giảm cái vang một tí. Lực 1, 2, 6, 7. Lực 1, 2, 6, 7. Đây là chế độ echo kết hợp cùng reverb các bác nhá. Đấy, nó vẫn có tiếng echo và tiếng reverb nó kết hợp với nhau. Còn đây là chế độ 2 này. Khi các bác loát chế độ 2 này, đấy, thì là âm lượng nó sẽ lên và em sẽ giảm nhỏ âm lượng đi. Tất cả các dòng G-Bass thì hầu như nó như nhau hết các bác nhá. Nó gần gần như nhau. Đấy. Đấy, chế độ 2 là chế độ echo không nhá các bác nhá. Chế độ 3 này. Đấy, chế độ 3. Đấy, khi các bác ấn như vậy là nó sẽ lẩy lên này. Và em sẽ chỉnh âm lượng theo cái không gian của nhà mình nhá. 1 2 6. Đấy, các bác nghe rõ không ạ? Đấy là chế độ gọi là chế độ reverb, là chế độ 3 này. Chế độ 4 là chế độ nghe nhạc này các bác này. Đấy, các bác nghe bass jazz khác luôn. Được chưa? Ok. Em sẽ bật chế độ 1. Em sẽ bật chế độ 1 và em sẽ karaoke. Ok, và em sẽ báo giá luôn cho tất cả các bác nhá. Với những cái con vang số G-Bass hàng 980A ngày hôm nay thì bên em cung cấp cho tất cả các bác với một cái giá cũng rất là tốt thôi. Thực ra đối với cái dòng vang số này thì cái giá của nó thì trên thị trường nó chỉ không dao động nhau, không chênh nhau là mấy các bác ạ. Đấy, cho nên là cái quan trọng là khi mà xét lên
cái người xét nên gửi đến cho các bác có ưng ý hay không. Đấy là điều quan trọng, chứ còn 50, 100 không giải quyết vấn đề gì cả. Thế nhưng ngày hôm nay, đấy chưa, ngày hôm nay bên em bán với con những cái con vang số này với cái giá là 1.750.000, em sẽ bao ship tặng đầy đủ dây giác phụ kiện cho tất cả bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Đấy đó, kiểm tra hàng, thanh toán, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán. Và trong quá trình sử dụng các bác những con vang này thì bên em vẫn tiếp tục bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng để các bác yên tâm sử dụng nhá. Bảo hành 6 tháng cho các bác yên tâm sử dụng với những con vang Chipass 980A này. Đấy chưa? Ok, bây giờ em sẽ test thử một chút karaoke cho các bác cùng tham khảo. Đi, 6, đây là bật mic rồi đã. Quên chưa bật mic. Theo đắm hoa hoài mong, cứ gửi đi mấy lần, đời hồi ấm chưa ấy. Em mới nhớ sang đây, còn có anh đêm này, hằng thương nhớ với đây. Ngày đi người đã toàn những lời chán chưa, còn hơn gió hơn mưa. Mỗi tuần một lần cứ kể nghe chuyện sương gió, kể nghe niềm ước mơ. Okay. Em chỉ test qua một chút thôi các bác nhá. Em chỉ test qua một chút cho các bác cùng nghe và cảm nhận cái chất vang mà. Tức là thứ nhất là cái chất vang, thứ hai là em xét như vậy đã chuẩn chưa, được chưa? Với con vang thì các bác chỉ tham khảo qua như vậy được thôi. Đấy, 1.750.000 em sẽ bao ship tặng đầy đủ dây giác phụ kiện cho tất cả các bác nhá. Để em alo lại thử lại tiếng mic cho các bác này. 1 2 6. Đấy, tiếng echo và tiếng reverb kết hợp với nhau rất là ngọt. Chính vì thế các bác hát cũng khá là nhẹ, rất là nhẹ nhàng với những cái con vang số này. Em đã set chuẩn 4 chế độ cho các bác chơi nhá. 4 chế độ chơi khác nhau. Các bác chỉ cần ấn theo cái chế độ và chỉnh to nhỏ theo sở thích của mình là các bác có thể sử dụng được với những con vang này. Hiểu chưa? Tất cả các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0982 838695 hoặc là nhắn tin Zalo kết bạn cho em qua Zalo nhá. Em sẽ gửi chi tiết cho tất cả các bác tham khảo. Ok, cảm ơn các bác rất nhiều.